There's a body right. There's a body right there. Nữ sinh sống sót sau vụ rơi máy bay nhưng lại tử vong vì bị xe cứu hộ cán phải ngay sau đó. Năm 2013, cả thế giới rúng động trước vụ rơi máy bay kinh hoàng của hãng hàng không Asian tại sân bay quốc tế San Francisco. Tai nạn hàng không này đã khiến cho 2 người chết và gần 200 người bị thương. Đáng chú ý, một trong số 2 người tử vong được cho là chết vì bị xe cứu hộ cán qua trong lúc đang làm nhiệm vụ. Ngay thời điểm máy bay vừa rơi, đội cứu hộ nhanh chóng được điều động đến giúp đỡ các nạn nhân, bao gồm cả nữ sinh. Trong sự hỗn loạn, một xe cứu hỏa nhanh chóng chạy đến. Cứ nghĩ chiếc xe này sẽ là vị cứu tinh và đưa cô gái đến nơi an toàn. Nhưng không ai ngờ được rằng, cô bé đã bị giết chết bởi chiếc xe lẽ ra phải cứu sống mình. Nó cán qua người cô bé một cách không thương tiếc. Nạn nhân được phát hiện nằm tắt thở ngay trên mặt đất, tại nơi mà xe mới đi qua và trên người phủ đầy bọt chữa cháy. Nguyên nhân tử vong được xác định là vì các vết thương nghiêm trọng do xe cán lên cơ thể. Vẫn chưa kịp hoàn hồn sau vụ tai nạn máy bay, nhiều người đã phải kinh hoàng vì cảnh tượng vừa diễn ra. Ai nấy cũng đều xót xa cho rằng, có lẽ người tính không bằng trời tính, số phận cô bé này đã phải ra đi trong ngày hôm nay. Tưởng rằng cô bé sẽ là một trong số những người may mắn sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc. Thế nhưng cô đã vô tình trở thành một trong 2 nạn nhân hiếm hoi tử vong ngày hôm đó. Còn bạn nghĩ sao về tình huống trớ trêu này? Hãy để lại comment cho chúng mình biết với nhé!